Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa được xếp hạng khủng của hãng Pioneer, đó là S933. Được sản xuất từ năm 1980, nhưng đôi loa S933 đang có tại Hùng Huyền Đông Anh còn rất đẹp. Thùng vách vuông vắn, sáng bóng, chưa hề có vết chảy xước. Đặc biệt hơn, tuyến loa và e căng còn zin và đẹp xuất sắc. Tôi xin nhắc lại là cặp loa này đẹp xuất sắc, và không phải quý vị nào cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng và thưởng thức cặp loa này. Loa S933 được thiết kế 3 đường tiếng, gồm một bát 32 màng giấy, một chung 6,5 cm, được làm bằng chất liệu beryllium cao cấp, và một tép ribbon cho tiếng siêu sạch và chi tiết. Loa S933 cũng được thiết kế một bộ tinh chỉnh giúp người dùng tiện hơn trong việc tiết chế âm lượng của chung và tép. Loa Pioneer S933 có công suất 100W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy 91 dB và rất dễ ghép âm ly. Loa chơi được đa dạng các loại nhạc. Quý vị có thể ghép với bất cứ âm ly nào mà quý vị yêu thích, bởi mỗi một âm ly nó cho ra một chất tiếng khác nhau, phù hợp với sở thích của từng người. Ở đây, Hùng Huyền Đông Anh đang ghép cặp loa 933 với chiếc âm ly Sansui Alpha 607 NRA. Chiếc âm ly này là đời cao nhất của dòng đầu 6. Nó đang có giá 11.500.000 đồng. Nếu các bạn muốn sở hữu cặp loa đẹp xuất sắc này, xin mời liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cạnh cổng công an huyện Đông Anh, hoặc liên hệ theo số điện thoại 0984 285 477.